màn ăn mừng gây tranh cãi của tuyển Croatia. Luka Modric cùng đồng đội bị cố động viên mỉa mai khi ăn mừng cùng nhiệt vị trí thứ ba tại World Cup 2022. Rạng sáng ngày 18 tháng 12, sau chiến thắng 2, một của Croatia trước Morocco, FIFA tiến hành trao huy chương đồng cho đại diện châu Âu ngay sau trận đấu trên sân Khalifa. Luka Modric cùng đồng đội không giấu nổi niềm vui sau hành trình đáng nhớ trên đất Qatar. Tuy nhiên, màn ăn mừng phấn khích của cầu thủ Croatia lại vấp phải nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội. Croatia ăn mừng như thể vô địch, một cố động viên nhận xét. Cách đây 4 năm, họ từng rất buồn bã khi về nhì tại World Cup, người hâm mộ thứ hai mỉa mai. Trận cầu tệ nhất với màn ăn mừng tệ nhất, cố động viên thứ ba cho biết. Đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp, bóng đá Croatia có huy chương. Trước đó, Quốc gia chỉ có gần 4 triệu dân này trải qua 3 kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng. World Cup 2022 nhiều khả năng sẽ là lần cuối cùng Modric góp mặt ở giải đấu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cố động viên Croatia vẫn hy vọng ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid có thể tiếp tục dẫn dắt lứa cầu thủ tiếp theo dự Euro 2024. Cầu thủ Morocco gục ngã sau trận thua Croatia. Dù sao thầy trò huấn luyện viên Regragui cũng đã ghi danh lịch sử với tư cách là đội tuyển châu Phi đầu tiên vào top 4 tại một kỳ World Cup. Tại Zagreb, nhiều người hâm mộ tập trung ở quảng trường Josip Zelacic để ăn mừng chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Zlatko Dalic trước Morocco. Croatia để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ bằng lối chơi đề cao tính tập thể và sự quyết tâm cho đến những giây phút cuối cùng. Moritz cùng đồng đội bất bại chỉ để thua Argentina tại World Cup 2022. Croatia 2, 1 Morocco, 2 pha lập công của Joko Gadion và Misla Osic giúp tuyển Croatia hạ Morocco 2, 1 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2022 tối ngày 17 tháng 12.